Cách đây vài ngày, một phụ huynh đưa con học lớp 6 đến điểm tiêm của trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám thuộc quận Tân Bình để tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19. Cho biết là sau khi mà con tiêm xong, thì bà có hỏi nhân viên y tế về thời hạn sử dụng của loại vaccine đang tiêm và được phản hồi rằng lô vaccine này đã hết hạn. Tuy nhiên, đã được Bộ Y tế gia hạn thêm. Và trước thông tin này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định lô vaccine này đã được gia hạn đến tháng 7 và khuyến cáo phụ huynh tránh hiểu lầm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ là vaccine Moderna do công ty Moderna của Mỹ nghiên cứu và phát triển, sử dụng công nghệ mRNA để tạo ra miễn dịch với virus SARS-CoV-2. Tại Việt Nam, theo quy định, tất cả các lô vaccine đều được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế thuộc Bộ Y tế kiểm định và đánh giá chất lượng trước khi đưa vào sử dụng. Trong đó có quy định về hạn dùng hiện nay, lô vaccine đang sử dụng để tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh là vaccine Moderna được phân bổ đợt 144 do chính phủ Úc viện trợ ngày 6 tháng 5 năm 2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Vaccine Moderna phân bổ đợt này có hạn sử dụng trên nhãn là 17 tháng 5 năm 2022, hạn dùng trên giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine sinh phẩm là 17 tháng 7 năm 2022. Vaccine hiện đang bảo quản ở nhiệt độ từ âm 25 độ C đến âm 15 độ C tại kho vaccine quốc gia, được sử dụng để ưu tiên tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi với liều lượng là 0,25 ml mỗi trẻ. Với lô vaccine này, thì ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai để tiêm cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Đối với trẻ đi học được tiêm tại trường học, còn trẻ không đi học thì tiêm tại các điểm tiêm cộng đồng trên địa bàn quận huyện. Theo giám sát và báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, tất cả trẻ được tiêm vaccine đều an toàn.